Thống kê suy luận và thống kê mô tả. Thống kê là một cách thực tế thực hành để thu thập và phân tích dữ liệu để tìm ra những cái tìm ra những cái gì đó nó có ích, hoặc là dự báo cái gì có khả năng sẽ xảy ra. Xác suất thường đóng một vai trò lớn trong thống kê, vì chúng ta sử dụng dữ liệu để ước lượng rằng liệu cái sự kiện đó nó có diễn ra hay không. Thì nó không phải lúc nào cũng thành công, nhưng mà về thống kê là trái tim của rất nhiều các cái cách mạng khoa học về dữ liệu. Máy học bản thân nó là một công cụ thống kê, nó tìm kiếm những khả năng hypothesis là gì nhỉ? Hypothesis là gì? Rồi đồng ý. Nó tức là một cái ý tưởng của nó luôn, tức là giả định, tìm kiếm những cái giả định có thể xảy ra để liên kết, correlate là liên kết rồi. Để cái này là correlate là gì nhỉ? Là liên kết. Để gọi là tương quan đó. Tìm ra cái giả định về mối quan hệ tương quan giữa các biến trong dữ liệu. Mặc dù vậy thì có rất nhiều những cái mặt bị che khuất trong thống kê, kể cả với những người nhà thống kê có nhiều kinh nghiệm. Chúng ta phải đơn giản bị vướng vào một cái gọi là nó quên không hỏi rằng dữ liệu đó từ đâu, và những cái vấn đề, những quan tâm, quan ngại trở nên là quan trọng hơn với những mối đó, sẽ to lớn hơn với những dữ liệu lớn, rồi những cái việc gọi là khai phá dữ liệu. Và và cái việc học máy á, thì tất cả sẽ tăng tốc cái quá trình tự động của các thuật toán thống kê, đó là cơ bản rồi. Và đó, điều quan trọng nhất, chúng ta phải có một cái nền tảng vững chắc trong ngành thống kê. Và cái kiểm trả kết kiểm tra chúng ta ấy, thì không được coi việc khi kiểm tra giả thuyết, chúng ta không được coi những cái việc tự động hóa đó là một cái hộp đen cứ quăng vào kết quả hiểu là cái gì. Trong mục này chúng ta sẽ quan tâm đến những cái thành phần của thống kê và giả sử kiểm tra giả thuyết, bắt đầu với mô tả thống kê là gì. Rồi chúng ta hãy tìm hiểu những cái cách thức chung nhất để tóm lược dữ liệu, rồi chúng ta sẽ tập trung vào một cái là thống kê mô tả, không, thống kê suy luận, nơi chúng ta sẽ tìm hiểu những cái thành phần của một từng thể, rồi những cái tích của quần thể dựa trên cái mẫu đó.